Có chú đó, ông nghe nhà Đức giảng xong nói công nhận thầy sao mà thầy giảng sao mà trời là trời. Không lẽ móc cả tim gan ra thì nói sao mà rõ ràng thế ghê. Chính tôi thấy rõ ràng. Có cái ông này ông tu nhiều chục năm dữ lắm, ông là chức phận lớn lắm không vậy. Khi ông bệnh đau á, đệ tử ông chăm chữ ta ta làm bệnh mà hộ lý chăm ông. Tại vì hộ lý nó quýnh vô mông ông. Ông lớn kệ ông chứ ông hổn ông dữ quá tôi bụp ông luôn. Sợ quá không có dám. Hộ lý lại chăm không dám quý vị. Nhưng đệ tử thì người tu lại chăm chữ người ta. Thấy chưa? Biết hù. Biết chỗ để hù ghê chưa? Đó. Tự nhiên Đức giảng ra nói trời sao thầy cái gì thì cũng biết chứ người thầy. Tôi không biết ai biết. Tôi mà tự là tự tôi nuôi người già mà cái giống gì mà tôi không biết. Cả người già ở trong chùa kìa, mấy cô người ta làm con cháu người ta vô người ta chăm lo người ta đổ bô người ta thay tả chữ người ta, nhưng con ở nhà nó kinh kinh không dám cái gì cũng nè 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 con bà đẩy nó đi, tôi đẩy tôi ăn kệ tôi làm gì mệt ghê, tôi vô chùa tôi muốn ăn gì tôi ăn, tôi ngồi kệ tôi bo thế hoài mệt còn hơn cái gì. Nhưng mà con người ta lại lo lắng cái chữ con người ta, tôi nhìn từ chỗ đó tôi đón ra con người ta nó kỳ cục mấy vị ơi, thấy chưa? Cái phước mà hưởng được thì nó đẩy đi, còn cái quả mà đến với nó thì nó đeo đeo theo, phải không? Xem lại đi. Ừ. Đó. Giống như có đệ tử mà nó kinh kênh thì mày có mày phụ của tháng này chứ không phụ bạn ơi. Được bạn ơi con, nhưng mấy thằng hiền kiểu gì nó cũng làm thì ăn hiếp chữ mắng la gầy có không? Đó, trò không giỡn quý vị ơi. Đó. Cuối cùng thằng hiền sao thì nó giữ luôn. Tại vì hiếp nó giết nó giữ. Tại vì làm giết nó làm nó cương lại. Nó mà ông ăn hiếp tôi hoài, trơn lại luôn cho ông biết. Rồi cuối cùng đi xuống địa ngục lượt luôn. Nó cái gọi ta bà thấy khó tu chưa? Đó, nên con người mà có thể nhẫn cả đời và có thể thông tình đạt lý mọi cảnh duyên giải quyết đụng nơ đụng chỗ đụng nơ, chỗ nào xử theo đúng chỗ nấy thì đúng là người này không có đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào luôn, nó thiệt luôn á, đúng không? Trong cõi đời này mà nói hiền không có không được nữa. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, nó có cái hùng lực ở trong á rồi mới từ bi, thấy chưa? Nên Phật pháp, thế gian pháp, xuất thế gian pháp nó cùng một nguyên lý, hiểu kỹ ra nó có cái giữ áp đặt giữ, có hiền áp đặt hiền, hai bên nó có kết hợp lại nhau quý vị. Nên tu học mà mình thông tình đạt lý thì hiểu đặc biệt. Không thông tình đạt lý nó bị ấm ức nội tâm. Tuy nó nhịn mà ấm ức. Nên đã ấm ức mà nhịn mà khổ thì đừng có nhịn, quất một cái đi cho nó thoải mái. Hiểu chưa? Tự ta mà nhịn mà nó ấm ức mà đâu phải nó thông đâu. Quất một cái đại cho nó thông, cho nó nhẹ. Nghe câu quốc với bà đẹp ơi. Đấy là tao. Hiểu không? Quốc nhiều thứ lắm nghe. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng nó đâu có đơn giản đâu chàng. Có nhiều người mình giống mình nhịn vậy đó, nhưng mà nó không có nhịn. Cái tâm mình nó nặng nề dữ lắm. Đó có khi mà ta chửi người ta la mình không có nhịn đâu. Mình sợ. Nhưng mà tâm nó không có sợ. Nó chửi lại chứ không có chuyện giỡn đâu quý vị. Thì xem lại coi đúng không? Nó nên nhân quả cho Phật nó mới đưa vào cho mình nhận thức để thông cái tâm, để giải mã cái tâm đó. Nên mình càng nghe pháp mỗi ngày, nên như Đức nói này, nghe pháp quan trọng hơn niệm Phật là gì đó. Vì nghe pháp nó thông cái tâm rồi mới niệm Phật được, mình mới biết được nhân quả. Lúc đó mình nhịn là nhịn thật, còn nó mà không hiểu sâu nhân quả nó có nhịn đâu. Nó sụ sụ mặt như mắt nó làm nè. Chữ mà bây giờ có giỡn đâu hả? Cả con mình đó, xíu xíu đó, nó chưa biết gì, nó theo vị, nó không dám đâu. Nhưng nó lớn lên khoảng mười mấy tuổi thôi, cái vị chửi la nó rồi nó ghìm ghìm mấy vị đó, lùm lùm mấy vị đó. Nó lùm lùm mình mà lớn lên chút nữa làm ra tiền là nó búp lại đó, cự lại đó. Thử đi, con trai mình đi, cha nó mà đánh nó vài cái đi rồi quý vị thấy. Nó vớt lại đó.
Thầy đánh nó là nó tức được búp đây đó, tránh nó đi. Nó quýnh lại một cái mà con quê cả đám. Đừng có nói chuyện đơn giản ha. Con mẹ thì khiêu khiêu nó vài ba cái, tán tán vài ba cái, nó không nói tới đâu. Nó nghĩ người phụ nữ mẹ mình, nó không ấy, mà đàn ông mà cho chỗ quýnh quýnh nó vọng vọng với mặt nó chơi lại đó. Con trai nó vậy, nó không có chịu gì, hiểu không? Cũng như quý vị coi cái câu chuyện mà cái thằng đó nó chặt đầu mẹ nó chưa, nó chơi game á, nó chơi hàng đá, nó bị mờ trí á, cuối cùng mẹ nó chữ nó bà ngồi bà giặt đồ, bà may đồ giặt đồ vậy đó, bà làm việc nó vứt cái đầu, bà cục cái đầu chặt bà luôn, rồi xong lấy cái đầu nó bỏ vô cái giỏ, nó bỏ vô bỏ cái bọc liền vô thùng rác. Xong rồi công an thấy máu me, ta lấy ra người ta coi này, nó dĩ mày là cái đầu chứ cái gì. Nó, cái vụ án đó rõ ràng chưa, nó nên nó không có đơn giản đâu nghe. Cái cõi này ghê lắm á, nó qua ma tà quỷ quái, nó sanh đến cõi đời này mà nó là nghiệp quan gia trái chủ, nó sanh đến cõi này bây giờ nhiều lắm, mà nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng đời về sau nó càng dữ dằn nè. Nên đời này bây giờ nó đã dữ mà mình còn may mắn mình được người ta nhắc nhở mình tu nè. Nó qua cái đời này không biết còn ai giảng cái kiểu này nữa hay không, thì cuối cùng quý vị mà những cái đời sau nữa là khó tu đó. May mắn thay có người ta nói rõ ràng, nói dễ hiểu cho vị nghe, mà còn tu mà còn đưa ra cái pháp tu cho mình được đó. Quý vị bây giờ đi tìm đi à. Nó tu tịnh độ mà kiếm người chuyên tu thứ coi, kiếm người chuyên niệm Phật mà tin nhân quả, mỗi ngày giảng cho vị nghe, vị tìm đi, không có dễ tìm đâu. Giờ nói đi tìm gì, may mắn có duyên có phước thì gặp, chứ ngoài ra đi tìm gì bây giờ. Nó rồi thêm một cái nữa, có khi đi vô chùa mà thối tâm nữa đó, nói thì nghe ngon lành mà vô ở luôn rồi sẽ biết, đừng có đi thối tâm cái chỗ này nghe. Nó đối với người tu mình bây giờ, tôi nói cái điều này tôi không nói ai, tôi đâu có nói tên ai đâu, mà tôi nói cho Phật tử người ta hiểu, để người ta đi tu người ta hiểu nhân hiểu quả. Chứ bây giờ mình múa rìu qua mắt thợ, mình che mắt người ta vẫn là khôn chứ, ta vẫn thông minh mà. Nó còn cái gì mình cúng dường được mình cúng dường, cái gì mình làm thiện được mình làm, còn ai khổ mình giúp được mình giúp, người ta tu hành mình cúng dường được cúng dường, còn mình không cúng thì thôi. Chúng ta đừng có bao giờ mà đặt vấn đề nặng nề phiền não, hay là mình nhìn ngó mình nói này nói kia gì, thôi tốt nhất. Bởi vì ta nói biết việc ít phiền não ít, biết việc nhiều phiền não nhiều, đúng không? Mà không biết thì cũng không được. Nên thà biết chỗ nào cần biết thì biết thôi, chỗ nào không cần biết thì thôi. Thà đi đến đây tu xong đi về nhà, làm việc gì thì làm, lo cho cuộc sống ổn định, rồi rảnh rỗi ở nhà nằm nghỉ nằm giọng niệm Phật đi. Đưa giọng đồ niệm Phật chơ, hoặc là rảnh rảnh bắt buổi giảng cho Đức Lên cười chơ. Bây giờ quý vị thấy không, bao nhiêu chương trình á, một ngày vậy mà chùa mình để lên mười mấy buổi, tha hồ mà coi đi, đủ thứ chương trình trong chùa. Thì chưa vô chùa mà Đức làm tùm lum chuyện trong đây, đưa lên cho bị coi đó, mà nó lại vui nữa, lại có chương trình thì chương trình kia, giờ thêm nhiều buổi giảng quá. Quý vị coi lại đi, những Đức nói có cái hay thêm cái nữa, dù không có gì hay mà cười thấy cũng hay, cười thấy là hay nhất rồi đó. Còn hơn là đi lỡ nhà người ta ngồi nói chuyện năm trên xóm dưới, nói có ngày xóm dưới năm trên nó kéo mình mắc cỡ với người ta, thấy không? Nói gì mấy bà suy nghĩ đi, mình lỡ mình ngồi tụm ba tụm bảy mình nói vài bữa đây nó kéo mình ra, nói bữa đó tôi nói có cái bà nó ngồi kế bên lôi bà ra làm chứng, lúc đó nó nói cũng mắc cỡ chứ chàng. Tốt nhất tránh đi, ở nhà nghe pháp niệm Phật ngủ dắt đi có khỏe mấy bà. Hiểu không? Mà thời gian nó còn đẹp nữa, tại vì được nghỉ ngơi thoải mái, niệm Phật cười ăn chay, hoặc là nằm võng đưa lại kiếm hộp sữa uống chơi, thấy vẻ không? Nói chuyện chi cho nó nhiều, đi vòng vo làm chi, nghe không? Thôi còn nơi nào chùa nào đến được, thấy phù hợp, thấy được, thấy lợi ích được thì đến, còn đến mà đi phiền não cũng đến làm chi. Tôi nói thiệt, Phật pháp là phải có trí tuệ. Dù cho bây giờ tôi đã từng quen người đó ngày xưa, tôi biết người đó mà tôi mới biết đạo, nhưng bây giờ tôi đến tới phiền não tôi cũng không đến. Tôi cảm ơn thầy, cảm ơn ông bà. Bây giờ tôi biết cái chỗ nào tu được thì tôi tu mà. Đạo của Phật là dẫn dắt người ta để mà quy với Phật,
quy pháp là chánh, quy tăng là tịnh. Từ nơi đó mà tôi tu thôi, chứ tôi không có cái lỗi gì mà nói mà đến không đến gì chứ. Phải nhớ cái điều này, phải thông cái tâm. Nếu như mà quý vị đi đến chùa mình đây mà phiền não thì cứ ở nhà mà nghe mà niệm Phật cũng được. Còn nếu đi đến đây mà vui thì đến. Nguyên lý gì thôi, ai cũng vậy, thoải mái, ép đài gì, đúng không? Nên mỗi người mà nghe gì nó thông cái tâm, nó thoải mái quá trời. Tu hành là để an lạc, để con người mình nó sống càng ngày nó càng lành mạnh, càng tốt đẹp. Chứ đâu phải tu hành là quê mùa dốt nát, đâu phải tu hành là cái người nó đi lui lại dòng đời đâu. Thật sự mà nói, con người mình nghe đạo tu hành nó vượt trước cái dòng đời phát triển. Có những sự việc mình biết hết trơn, nhưng mà mình sống trong phạm vi của nó thôi, gọn, tiện, khỏe. Thấy không? Đó. Trong cái cuộc đời này bản thân những đứa cũng biết, ví dụ mình sống, mình làm việc gì nó có duyên thì thôi cố gắng. Nên những đức nói những quan mấy bữa trước, những đức nói một câu, ví dụ như 19 tháng 9 này mình lại quan âm 3.000 lại, nhưng mà mình 19 tháng 2 mình lại nhiêu kệ, 19 tháng 6 cái mình lại nhiêu tỳ, 19 tháng 9 mình lại nhiêu kệ mình. Hiểu không? Mình trao đảo để con người ta đặt vấn đề, ngon lại 3.000 lại đi, thêm nữa đi, để mày chết. Tao ngu gì tao chết. Hiểu không? Mình lên mình xuống kệ mình lên mình xuống, mình trao đảo ở trong đó đó. Mình muốn lên muốn xuống kệ mình. Vậy nó khỏe hơn chứ ai dạy gì. Tự nhiên mình lên hoài đó mình chết hả? Lại em nói mình le lử thì sao? Thầy cho le lử cả đám hết chứ. Hiểu không? Nên mình làm mình phải hiểu nguyên lý của nó. Nên bữa đó có người nhắn tin nói câu, dạ thưa thầy, tu thì mình tu từ từ chứ tu chi mà tu nhiều dữ vậy thầy. Nó tu thì tu từ từ mà tu hoài, tu nhiều chi để mà gọi là tu mà vậy không khác. Không khéo nó sanh tâm ngã mạn. Nó kệ chúng sanh nó thích ngã mạn mà ngã mạn cho nó tu. Quý vị thấy có những nơi người ta tạo ra một cái chương trình mà cảm giác mạnh chưa? Có nhiều người ta đến lắm, chưa giỡn chơi trò chơi cảm giác mạnh, vì thấy nó đi vô ào ào không? Ai cũng muốn thí nghiệm. Thì tu cũng phải cảm giác mạnh chứ. Không? Ta nhìn được cái căn tính bây giờ. Có những cái cũng làm việc dữ một chút để nó kinh thiên động địa một chút. Vậy đó mà mình độ một số chúng sanh đông lắm đó quý vị à. Mình thì mình biết rồi, mình tu hoài được rồi. Nhưng mà có những người ta lợi người ta tu đáng 2-3 ngày. Nó có tu đâu, nó lợi nó làm 2-3 ngày cho xứng đáng. Đó. Nhưng mà có những người ta thích vậy đó quý vị. Ta thích 2-3 ngày phải dữ dằn vậy đó. Về bắt đầu nó ta biết nghe 3 ngày á. Lại 3 ngày lại cho biết á nha. Đến tu 3 ngày nay tôi nói là tôi mà không tu thì tôi tu là tu vậy đó. Mấy bà tôi bằng tôi không? Nó độ cái người kiêu ngạo như vậy đó. Để rồi từ từ rồi dạy người ta lại mà người ta đã tu được rồi. Còn bản thân mình thì mình biết rồi, mình cứ ông thầy sao mình lao vậy à. Sợ gì? Thầy tu được mình tu được, hiểu không? Còn một số người là người ta sẽ thích như vậy đó. Nhiều người bây giờ nói từ hồi đó giờ ít bao giờ tu đúng không? Sẵn chiến 3.000 lại Quan Âm ngon lỡ lại đi. Mấy ông chồng đồ kinh kênh đồ uống rượu đồ nhiều đó. Tôi cũng văn uống rượu nè. Tôi văn hồi nhậu nhạc hư hỏng ngày xưa nè. Ngon vô đây tu với tôi. Thấy không? Mấy ông dữ dằn ở nhà đồ nói. Có nhiều ông nói nè, trời ơi bà, tôi nói bà 45 phút này tôi, tại tôi không tu thôi. Tôi mà tu một cái rồi 45 phút này lễ vật ăn thua gì tôi. Đàn ông tôi nói câu vậy nghe. Cái này 3.000 lại này vô đây lại mấy ông. Hiểu không? Miên mặt vô đây 3 ngày. Thế mình về mình cũng đáng mặt đàn ông một chút. Nói với vợ mình tôi không tu thôi 3 ngày. Hiểu không? Nó chúng sanh ta thích gì đó quý vị. Nhiều người nghe quý vị dẫn ta đòn đi nghe, quý vị dẫn ta đi nghe. Nói với người ta chuyện này nghe. 3.000 lại á.
xong rồi được tặng máy nghe pháp lại này là gọi là huy chương vàng á. À, đến đi làm tới luôn, ba ngày nghe pháp lễ Phật làm đúng như gan thầy sao mình gì. Sáng là thầy lên thầy nói chuyện chút là lễ luôn 500 lại. Nói bữa mà 19 sáng sớm nghe, sáng sớm là mà phải có mặt hết á, phải sáng sớm 19 20 21 phải không? Ồ à, bữa đầu tiên là bữa chín, là ngày chín lễ với ông âm luôn á, là sáng sớm nói chuyện vòng pháp xong là ru đai 500 lại trước. Được không? Rồi lô đai xong 500 lại là bắt đầu là cái ngày đó tu rồi chiều. Nó chiều tiếp tục, rồi bữa sau là sáng tiếp tục, chiều tiếp tục, bữa sau là sáng tiếp tục, chiều tiếp tục. Cái đặc biệt là ông thầy ông tu với mình chứ không phải là ông bắt mình tu mà ông đi mất tiêu. Đâu thừa hoàn cảnh. Anh ơi Phật tử ơi Phật tử. Thầy mấy ngày nay thầy bận dữ lắm. Nên thầy nói chuyện bọc pháp xong thầy phải ra ngoài sắp xếp bao nhiêu việc ở ngoài. Ôi quá trời việc. Để lo cho quý vị, để khi mà xong quý vị ra ăn cơm nước có cơm đầy đủ. Chứ thầy mà không sắp xếp quý vị có chừng có cơm nước mà ăn. Không chịu tu mà đổ thừa hoàn cảnh. Tôi không có chơi vậy nghe. Tôi là tôi lết bánh tôi nằm tại chỗ tôi đem gói theo luôn. Gan mà. Tôi lại con ông tôi cầm gói đâu luôn á cho biết đó. Phải chẳng xỉu nằm tại chỗ luôn á. Làm gì đó, ghen mà. Nó nên á là mình phải tu chung. Còn cái việc bên ngoài cơm nước gì tự giải quyết, sắp xếp qua quận là làm đi. Nó nên từ nơi đó cái cơ hội quý vị ơi. Cái cơ hội mà 3 ngày lại Quan Âm 3000 lại 19 tháng 9 này. Nếu quý vị mà nghiêm túc đàng hoàng thì giống như vị tu ở thế giới cực lạc 200 năm. Đúng không? Một ngày một đêm ở cõi ta bà 100 năm thế giới cực lạc, bây giờ 3 ngày 3 đêm đó, đúng không? Thì bằng mấy trăm năm thế giới cực lạc sao tu. Đó. Nên bữa đó đừng có ai đấu thừa hoàn cảnh. Chơ là không có đấu thừa hoàn cảnh nghe chưa. Không, dân tu hành dân niệm Phật cầu sanh cực lạc mà đấu thừa hoàn cảnh. Ngồi gì? Không có nói là chồng bệnh, chồng đau, con bệnh gì chứ nghe. Là quyết tâm là tu, là tu. Đó. Tại vì cõi ta bà này có cơ hội là làm liền. Các vị thấy không? Có khi hôm qua ngồi chơi vậy mà tối lại cháy cái chung cư mini, cái chết 50-60 người. Thì quý vị nghĩ đi, trong số lượng người đó hồi qua hồi tối đang ngồi chơi, có khi 9-10 giờ tối đang ngồi chơi, đang nhậu, rồi xong trở về ngủ tối cháy chết queo. Quý vị thấy con người ta vô thường không? Mà bây giờ mình được tu, tại sao mình không tu đi? Mình đợi cái gì? Không lẽ mình đợi khi sau này mình chết đi rồi người ta hồi hướng cho mình? Hồi hướng hiu hắt lắm. Hồi hướng nó hiu hắt lắm. Hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó mà mỗi một con người phải nhận thức. Trong cái cuộc đời này mà dẫn dắt tu được là mừng lắm quý vị. Đâu phải ai đi xuất gia cũng làm được cái duyên gì đâu. Đâu có dễ. Cái này là những đức thấy cái nhân duyên hy hữu lắm. Đặc biệt lắm. Nên những đức nói những đức nỗ lực hết mình để mà làm. Vì đây là cái cơ hội. Những đức bây hổm giờ cứ nói câu nói từ bức tường này qua đây, gán mà đi. Đi tới bức tường đó phải dừng lại rồi. Không có miễn cưỡng được nữa đâu. Cuộc đời mình làm sao mà đi hết đoạn đường của mình, cái duyên đó đi cho tốt. Khi con đường đó người ta chặn lại rồi thì nghỉ đi. Khỏe. Miễn cưỡng làm chi? Tranh đấu làm chi cho nó mệt. Đó, lúc đi được mà không chịu đi. Nên tôi đi được tôi cố gắng đó. Khô hơ cạn tiếng, ho ra máu cũng làm luôn. Tại vì tôi biết con đường đang đi được tôi phải đi thôi. Hiểu không? Nói quý vị mà nghe gì á, mình nghe gì rồi á, tự nhiên á, mình hiểu. Thì tự nhiên mình nhận thức quý vị. Âm thanh nó nhỏ chứ, như nãy vừa. Nó bắt đầu là nó vừa cái khả năng của mình làm mà phát huy thêm chút nữa. Nó phát huy thêm chút nữa nó mới làm được.
Tại con người mà nó không phát tâm, nó khó thành công sự việc trong cuộc đời này lắm. Nên gặp ông thầy ông dẫn dắt, giống như cái đầu kéo nó mạnh thì nó kéo mình được, chứ cái đầu kéo mà kéo thật. Ví dụ như giờ quý vị cũng đi đến nhiều chùa, quý vị nghe nhiều ông thầy cũng nói chuyện không nói mà. Kính chào quý Phật tử, quý Phật tử đến đây có vui không? Cố gắng về tu hành nữa. Quý Phật tử nói thôi được rồi, mệt quá thầy. Thầy lo thầy tu đi, trời. Nghe thầy nói con buồn ngủ muốn chết luôn, tu gì? Không, mình nói mà không tu nói yếu xìu quý vị ơi. Mà nó phải dùng những văn tự nó ngon ngọt, đặc biệt ghê lắm. Nhưng mà không có tu đó. Nên bản thân mình bây giờ mình may mắn mình gặp nhau gì, cố gắng lên để đời này mình được cái gì cực lạc. Đúng không? Cái thân này nó bệnh đau, nó chết chóc, bất tử với mình kìa. Đó, nên những gì chương trình những Đức đưa lên cố gắng để mà tu, để trong cái thời cuộc đời của mình ít gì cũng có thời hoàng kim, thời lý nghĩa, phải không? Tôi đi tu tôi thấy tôi vô cái thời hoàng kim có mà ghê thiệt chứ. Không, cuộc đời như Đức cũng đặc biệt ghê quý vị. Thấy cái thời như Đức trên đặt ở trên Đà Lạt không? Dữ dằn chưa? Tuy là những Đức cái thời đó là cư sĩ mà thời ghê thiệt chứ. Thời quanh liệt liệt luôn. Những cái gì nổi bật nhất ngày xưa ở trên chùa đó là cái thờ đó, là thờ của những Đức ở trên đó, đúng không? Mà tự nhiên cái lúc mà cái thờ đó nó giảm đi là những Đức cũng đi luôn. Vừa đi là nó giảm luôn, nó xuống luôn. Và lên, bây giờ ở đây mình là hoàng kim nè, đúng không? Nhìn thờ cụ đi thấy rõ ràng. Thờ hoàng kim, ý tôi nói người ta ngoài đời hoàng kim là người ta giống như người ta tiếng tâm nổi bạc tiền bạc vô ào ào, còn mình là thờ hoàng kim làm việc lợi ích cho chúng sanh, mừng đó. Người tu mình là vậy đó quý vị, nên mình mừng mình làm được những việc ý nghĩa này. Nên mỗi một Phật tử nắm bắt được cái cơ hội cuộc đời mình, tuổi những Đức với quý vị bốn mấy năm mươi tuổi này á, là cái thờ của mình nó đang đến. Mà đến cái thờ này ít gì nó cũng chuẩn một chút, tại vì cái tuổi bốn mấy nó chuẩn quý vị. Hồi đó những Đức cái tuổi ba mấy là những Đức háo hức lắm, nó háo hức như giống như con ngựa mà nó lao vậy vậy, nó không có biết đường xá. Còn bây giờ bốn mấy tuổi là nó biết đường quý vị ơi, đường xá nó biết và nó tiến thối, nó có cái sự nhận thức tiến thối, nó biết nhận thức được lúc nào tiến, lúc nào thối, lúc nào nhịn, lúc nào bụp. Nó biết hết trơn quý vị. Bốn mấy tuổi nó trải qua cuộc đời, nó nhận thức được quý vị ơi. Nó nên những Đức nói cái tuổi mà khoảng ba mấy mà thành đạt quá cũng không được. Cái tuổi đó nó háo thắng quá, nó dễ rớt. Ít gì cũng phải tuổi bốn mấy. Những Đức thấy bốn mấy là nó đầm người lại nghe việc chuẩn là. Mà niệm niệm gì chúng sanh nó mở rộng ra. Những Đức bây giờ là những Đức nó niệm niệm gì chúng sanh nó mở rộng mạnh. Để làm chi? Để trong cái thời cuộc của người mình nó được cơ hội. Mà cái mà những Đức mà bây giờ mà đặt vấn đề quan trọng nhất là gì biết không? Là chỉ từng nhà tu và thờ Phật, nhắm mục tiêu từng nhà tu và thờ Phật. Bây giờ nhiều lắm rồi, tính ra bao nhiêu năm nay mà đặt tượng Phật mà tặng là cũng dữ dằn lắm rồi đó trời, không biết bao nhiêu mà nói rồi đó. Mà bây giờ phải đẩy mạnh cái chuyện mà thờ Phật tại gia, rồi hai thờ công phu sáng tối, hai thờ nghe pháp mỗi ngày, đó là tu tịnh độ chuẩn đó. Chuẩn. Tại vì trời ơi, ào ào gì nói chuyện giỡn đó quý vị, một ngày nào có chuyện đến không được á, chuyện giỡn chơi nghe. Thà tôi nói trước đi để mai mốt á, sao nó cũng hiểu hết trơn rồi. Chúng ta sống trong cuộc đời này có thịnh thì có si. Người sanh ra đời từ con nít cho tới lớn lên khỏe mạnh, khỏe mạnh rồi sau này già rồi bệnh rồi chết, quy luật là thịnh si mà. Nên mình ở cõi đời này mình phải nhận thức nó chứ. Chứ làm sao mà ở cõi đời này mà mình lúc nào mình cũng lên hoài chảo. Mình lên hoài mình lên tới đâu? Nên từ nó thôi mình lên mình phải xuống. Nó phải biết cái quy luật đó để lúc mình lên mình cố gắng. Khi mình xuống mình thả dốc từ từ. Thấy không? Chứ mình đừng có nó không chịu. Mình y lại không được đâu.
khi mà mình lên thì mình cố gắng mình chơi tốc độ một chút, để khi mình xuống mình nói à đủ rồi đó, tại xuống hiểu không, đi xuống lại chứ sao đó. Nên cái cuộc đời của những đức là lập ra tư tưởng với quý vị nè. Một là gia đình phải có ngôi tam bảo, thờ khóa công phu ổn định tại gia. Hai là mỗi ngày chúng ta được nghe pháp hai thời ngắn đó đó, câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, là nhà mình trở thành có một ngôi chùa nhỏ của chính mình. Không rồi có cái điều hộ niệm nữa, tại vì mình có khi không có nương tựa được đâu, cuối cùng là mình nương tựa mình đấy, nương tựa cái phương tiện. Bây giờ mà kiếm nương tựa con người khó lắm, có khi không có nương tựa được người ta mà người ta đòi hỏi cơ mà. À, có khi bây giờ cả mình là người tu hành đó, nhưng mà nương tựa nhau là phải có vấn đề, chứ không phải là hoàn toàn nó chơi không với mình đâu, hiểu không? Ít kiếm được chơi mà hết lòng hết dạ lắm. Trong cuộc đời này đi tu tôi biết, mà mười mấy năm nay tôi biết rồi, nó tôi nói thiệt, lúc đương thờ thì cái bưng người bợ tu cũng vậy nữa, còn lúc hết thờ thì cái đạp người khinh có đó, không phải không có đâu nghe. Đời đạo gì cũng có chứ nghe, đừng có thất vọng nghe không, vẫn chơi không phải không có đâu, đừng có nói mà chỉ có ngoài đời không nghe. Trong đạo đây nè, mình đang có tiếng tâm là người ta đến gần mình là ta nói chuyện ngon lành lắm đó, nhưng mà ta nói gì nó chưa chắc đâu. Nên cuộc đời của người mình gầy dựng cho mình trước vẫn chắc ăn. Trời ơi, một mình dễ đi hơn, mình tự nương mình vẫn chắc, hiểu không? Ai phụ được thì tốt quá. Cái gì mình cũng nói là người ta sẽ phụ, ta sẽ phụ. Lỡ người ta không phụ mình thì sao? Trời ơi, mình phải tính trước trong cái cõi đời này. Con người khi mà đụng chuyện rồi ai cũng lo bản thân ai không à. Giống như lửa cháy, ai cứu được ai? Chúng ta tự là người bình tĩnh thì chúng ta thành công. Nên những đức hướng dẫn quý vị trước khi thời gian mà quý vị gặp nạn, khi quý vị gặp nạn bị bình tĩnh, nhớ nè, trong cái cõi đời này dễ gặp nạn lắm. Ví dụ như chúng ta ở trong cái trận lửa cháy đi, mình nhìn, mình bình tĩnh, mình cứ quan sát. Thì trong cái lúc lửa cháy là nó chưa ngợp, bản thân mình phải bình tĩnh quan sát cái miệng, ai di đà Phật, ai di đà Phật. Bình tĩnh lại, góc độ chậm lại để nhìn, nhìn coi điểm nào là điểm chỉ người ta thoát hiểm, hiểu không? Con người ta thường chết là do người ta loạn. Khi người ta gặp sự cố này kia, người ta loạn tâm, ta loạn tâm người ta tự đè đạp nha mà chết, quấn trí, loạn trí mà chết, hiểu không? Nên mình bình tĩnh, mình nhìn điểm nào để chỉ người ta thoát hiểm đó. Còn mình thấy không, không được là thua, không có còn cửa nào thoát hiểm được hết, thì thôi mình nói bây giờ tất cả các anh em chị em u bây giờ chúng ta cầu Phật để cứu mình. Bây giờ tôi niệm Phật, quý vị niệm theo cùng tôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm lên. Đó, biết đâu nghe không đơn giản á. Khi mà niệm có Phật hiệu lên, có một cái điều mà lạ kỳ lắm á, quý vị tin không? Lửa đang cháy tự tắt á, còn nếu thọ mạng mà đến, Phật rước đi luôn, chứ cực lạ. Mình niệm Phật hiệu, mình niệm lia liệu, mình niệm lớn lên, niệm sùm lên. Mình niệm quá thì niệm cho người ta niệm theo, còn ai không niệm theo thì mình cũng niệm cho người ta nghe. Đến khi hơi thở cuối cùng mà mình vẫn niệm Phật cho người ta nghe, cái tâm mình vậy nó gọi Phật rước mình đi về mất tiêu, hiểu không? Mà khi lửa cháy vậy đó, mình chưa ngợp là Phật rước rồi, Phật biết thằng này thọ mạng đến lúc nó đi rồi. Đức ơi con, con đức thọ mạng đến rồi con, con ngoan á, niệm Phật được, tao không có để cho con ngợp, chiếu rước mình mất tiêu rồi. Còn cái xác nằm im gu đó thì cháy gì cháy đi, đâu có đau. Nhưng mà mình chạy lăng quăng, mình giành giật sự sống. Khi mình giành giật sự sống thì con người đa phần ai mà không giành giật sự sống. Nhưng mà mình không có sống nổi, mình rất là thê thảm trong cái lúc giành giật sự sống mà mình bị thiêu đốt. Cái này là cái cẩn thận nè. Nó nên nghe đạo rồi phải nhớ kỹ chỗ này. Bởi vì quý vị nghe cái người khùng ba trận này mà có tư tưởng đó, chứ không giỡn đâu nghe. Ít ai mà giảng với quý vị nghe mấy cái câu này lắm, tao không có giảng với quý vị nghe câu này được. Tại người ta nói sợ nói gì quý vị lo. Tôi thì tôi nói trước cho quý vị lo trước chắc ăn, hiểu không?
Đó, nói rõ ràng cho nghe. Đó, vậy thì khi tính nguyện niệm Phật là Phật rước khi mình lửa chưa cháy. Là Phật rước mất tiêu rồi cái xác lửa, lửa mới cháy. Là xong. Rồi khi mà nước trôi thì mình biết không có cơ hội rồi. Thôi cái lúc mà nó chưa có ngợp quá mình niệm Phật đi. Mình cầu Phật tiếp dẫn mình về Cực Lạc. Còn nếu thọ mạng chưa hết thì như cái ông đó 4 ngày 4 đêm ngoài biển mà cái linh bình người ta cứu ông. Còn nếu như thọ mạng hết thì Phật rước mình trước khi ngợp. Thế tuyệt vời chưa? Quá tuyệt. À, hay chưa? Nhớ nghe mấy chị. À, phải nhớ đó, tôi nhắc nhở nghe. Sau này tự mà lo thăng mình đi nghe. À, truyền cho bí quyết hết trơn rồi. Nó à, ví dụ như bây giờ mình đang ở ngoài đường gì đi, nó âm năm bảy chiếc xe rầm, mình ăn chà thua này thua thôi, nằm im. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quá tự tại, thấy không? Cái nằm đó chân cẳng gì tùm lum tùm la, máu me tá lả bên ruột gan lòi phèo lum. Nhưng mà mình còn sống, mình cứ nằm đó ruột ơi. Nhìn ruột gan không, khi nó lòi ra rồi là nó hết đau rồi, tại vì nó đau đến mức mà nó không còn biết gì nữa chứ, mà tâm trí thì vẫn còn sáng, hiểu chưa? Thì lúc đó nằm im, đừng có cứu tôi đi, cứu tôi đi, cứu tôi đi, còn cái ở nhà để tự tâm lưng ở nhà chùa chiền đang xây lỡ vợ, cứu tôi đi, để cứu tôi đi, giống má những đức của nói cứu tôi đi, tôi còn sao vậy đứa con, cứu tôi đi, lần nào con tôi có vợ có chồng hết trơn, tôi chết tôi cũng vừa bụng, nó cứu tôi đi. Bà cũng chết, mà bà chết bà đọa, đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Tuy cái tâm bà rất là thương con, nhưng cái tình thương của bà là bà sẽ bị đọa, tại bà chấp nhất cái cõi đời này, bà không giảng sách, bà đâu biết tu đâu, hiểu chưa? Bây giờ mình làm con, mình cố gắng mình tu, mình hồi hướng cho bà, chắc bà siêu thoát mất tiêu rồi, nghe không? Chứ bà mà chưa siêu thoát thì bà về bà kiếm mình á. Nay nè hiền con, hồi xưa tại tao sanh mày mà tao chết. Bây giờ mày biết tu, mày tu hồi hướng cho tao nghe, tao còn ở dưới á, nghe không? Hồi xưa những đứa đi tu mà 3-4 tháng thôi là nhiều người ở nhà là gặp ba mẹ những đứa bà về nói với anh chị em là ông bà vui lắm, thôi ông bà đi lên sống cùng với thằng Hiền ở trên chùa mấy tháng thôi là ông bà về báo rồi đó, mà vui lắm. Nó, nhưng mà sao không có báo những đứa, chắc những đứa mạnh mẽ quá sao. Nên từ nơi đó mà người ta chắc siêu thoát rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là mình gặp trường hợp vậy là phải buông xuống hết, không có nói vòng vo chứ nghe, nằm vậy đó im gu không cần kêu ai cứu chứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngon chưa? A Di Đà Phật. Phật đến rước con, Phật ơi A Di Đà Phật. Đó. Trời ơi, bao nhiêu chiếc xe nó đè lên mình mà Phật chéo. Chúng ta không có thấy một chiếc xe nào đè mình hết trơn. Cái bộ nguyện của Phật mà xe đè. Làm gì có chuyện kỳ cục vậy? Có gì đó đâu. Bộ nguyện của Phật không có vụ xe đè. Quý vị dù bao chiếc xe nó đè quý vị, hoặc là đất nó chôn quý vị ở dưới 3-4 thước ở dưới, nhưng quý vị chỉ còn một hơi thở bị niệm Phật là Phật phóng quang, không có miếng đất nào đè quý vị chứ. Tin chỗ này. Rồi bổ nguyện của Phật mà làm gì có vụ đất đè. Quý vị mới đã niệm câu Phật hiệu rồi, không có miếng đất nào đè chứ, không có thấy đất đè, mà thấy toàn bộ là cảnh giới là Phật Bồ Tát không à, vàng rồng không à, làm gì đất đè. Cái người mà bị đất đè, cái người mà bị xe đè, người bị lửa cháy, người bị nước trôi mà chìm ngắm là do cái người không niệm Phật, họ mới dằn vặt với sự khổ đau đó. Cái ông mà niệm Phật không cầu sanh cực lạc kia kìa, 4 ngày 4 đêm ông còn đi lang thang mặt biển, chứ đừng nói chi là Phật tiếp giảng. Phật tiếp giảng là không có một cái cảnh giới gì mà làm bị khổ đau, không có. Ví dụ như bây giờ cái dao đâm vô bụng mới xẹt, quý vị nói sự sống đang cầu thì đau kinh khủng lắm, nhưng mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là không thấy cái dao đâm vô bụng nữa.
bộ nguyện gì mà thù thắng chứ. Người ta nói bộ nguyện Di Đàn gì nè, mới số 1 nè. Vì xưa giờ có nghe ai nói gì chưa? Chưa phải không? Có rồi. Hiểu không? Thế vậy thấy không? Cái mà chia sẻ tịnh độ nó phải sâu sắc gì nè. Con người ta nó hưng khởi cái tâm niệm Phật, nó thấy câu Phật hiệu là thù thắng. Nhưng mà tôi tin nó lắm đó nghe. Tin là bổ nguyện vậy đó. Nhưng mà quý vị niệm Phật bị bình tĩnh suy nghĩ, vì cũng nghĩ ra được. Bình tĩnh suy nghĩ cũng nghĩ ra được. Cái nghiệp chướng quý vị nó không có hình tướng. Thì dù lúc cái nghiệp chướng mà nó câu thúc, nó cào quấu quý vị đau đớn, nhưng quý vị lại niệm câu Phật hiệu, mà câu Phật hiệu là hoàn toàn không còn nghiệp. Khi niệm câu Phật hiệu là nó không còn nghiệp chướng. Mà đã là không còn nghiệp chướng thì còn gì là lửa, còn gì là dao, còn gì là xe, còn gì là đất đè, không có. Nhưng mà mình chi cầu sự sống là nó có nghiệp chướng. Cái này mới ghê nè, cái này mới quan trọng nè. Bởi vì chia sẻ là ta bà và cực lạc đối lập ra sao, này mới đặc biệt. Thấy không? Bởi vì mấy ngày nay mà thấy người ta chết chóc, bị lửa thiêu, nước chìm, tôi quyết định tôi chia sẻ cái bài này đó. Đối lập cho vị thấy á. Thế mà cầu sanh cực lạc, vì thấy nó tự tại chưa? Nghe như vậy, nghe không đã tự tại rồi. Đừng có nói chi mà cái lúc đó mà Phật rước tự tại cỡ nào. Lúc đó quý vị không phải là cô Mai hay là chị Thư, không phải là Chi, không phải là những đức nữa. Mình không phải là mình nữa, lạ lắm. Mà mình lúc đó là mình là cái người 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Giỡn đó quý vị ơi. Lúc đó mình không có thấy mình thương tích gì hết trơn á. Là tự nhiên mình khi mình bước lên đài sen là hoàn toàn mình là hình tướng khác. Đẹp lắm, mà nữ không còn nữ, nó là đàn ông. Mà cái người thế gian nhìn mình là nữ. Người thế gian thì nhìn mình lại là nữ. Tại vì nếu họ không nhìn mình là nữ, vậy sao họ biết mình giáng sanh? Nếu họ nhìn mình là 32 tướng tốt thì họ nói là Phật Bồ Tát. Còn họ nhìn mình là họ thấy mình là nữ. Còn bản thân mình là không phải nữ. Không phải nữ nữa. Rồi những đức không phải là những đức nữa, mà người ta nhìn thì thấy những đức. Người ta thấy ô thầy đức ông bay rồi kìa, thì người ta mới nói là ông thầy đức giảng sanh. Đó, còn bản thân mình là không phải cái tướng của cái kẻ phàm phu này. Vì cái tướng kẻ phàm phu này mới nói là hăng hoang cực lạc, chứ không phải là thăng cầu sanh cực lạc, mà là hăng hoang. Hăng hoang là từ tâm, nên Phật rước là rước cái tâm thức, linh thức. Nên linh thức mình khi bước lên đài sen là hoàn toàn là tướng của Phật Bồ Tát. Đó, này hay lắm nè. Số 1. Được không? À, nghe mà mắc mê luôn á. Thấy không? À, nên ung thư đồ này kia đồ nghe, lỡ lét đồ này kia, niệm Phật đi, cứ niệm đi. Khi mà Phật vừa rước cái là không còn cái tướng ung thư đó nữa. Ôi ôi nó sướng gì đâu. Sao mà không niệm Phật ta? Thấy không? À, rồi mình nhìn cái cảnh á, cháy rồi nước trôi, rồi mình thấy tranh giành hơn thua gì. Chỉ cần biết đủ thường vui, mỗi ngày sống có mấy buổi cơm ăn là được rồi. Trời ơi, mà nghe gì mà vui rồi chồng nó đánh bịch cũng không buồn. Không buồn. Vì sao không buồn? Vì mình nghĩ tương lai Phật rước mình. Thế mình đã từng đánh nó, giờ nó đánh mình. Đúng không? Không buồn nữa. Có nhiều người mà họ không tu tịnh độ vì họ nghe gì là họ mắc cười. Nó ông thầy này diễn thuyết rồi giống như là chuyện tranh. À, tại họ đâu có khả năng đó, họ đâu có cái cảm giác đó. Cái cảm giác này là cái cảm giác mà Phật phóng quang gia hộ cho mình để nhận thức được. Người ta có thể đi trên văn tự gọi là như là rồng bay phượng múa, nhưng mà người ta không thể nào đi thăm sâu vào cái bộ nguyện Di Đà. Cái bộ nguyện Di Đà không phải là rồng bay phượng múa đâu, mà cái bộ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu. Muốn phát tự tánh Phật thì phải niệm Phật để phát tự tánh Phật. Muốn đi vào cảnh giới Phật thì phải niệm Phật đi vào cảnh giới của Phật. Muốn giảng sanh thì phải niệm Phật thì Phật mới rước mình giảng sanh. Nên cái người mà muốn mà phát tự tánh Phật, cách dễ nhất là phải niệm Phật. Còn cái người mà muốn làm gì khó khăn để đi vào tự tánh Phật thì phải muôn kinh vạn luận thông hiểu hoàn toàn. Đều có phương pháp hết trơn. Mà bạn đi phương pháp dễ hay khó kỳ bạn chứ.
Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài biết rằng chúng ta đâu có đi vào cái phương pháp mà thông pháp để minh tâm, tâm kiến tánh thành Phật, mình đâu có làm được cái điều này. Nên Ngài đâu có chỉ mình thờ mặt pháp, tu cái pháp tự lực, mà Ngài chỉ mình niệm Phật thành tựu là Ngài biết được cái căn tính mình. Trong cái thờ mặt pháp mà muốn mở, mở cái tâm Phật ra là phải niệm Phật. Niệm Phật là cánh cửa mở tâm Phật. Hay ghê. Niệm Phật là cánh cửa mở tâm Phật. Nếu không niệm Phật làm sao có những lời này chia sẻ cho vị nghe. Nếu mà là dùng Muôn Kinh Vạn Luận thì giảng Muôn Kinh Vạn Luận vị nghe được cái gì? Tại vì không thông làm sao giảng Muôn Kinh Vạn Luận. Mà khi mà học mà về văn tự Muôn Kinh Vạn Luận thì giảng Muôn Kinh Vạn Luận, chứ không phải đi thâm nhập vào kinh luận. Còn khi mà thâm nhập vào kinh luận thì giảng câu Phật hiệu. Nhớ tổ sư, ví dụ như Đại sư Liên Trì thông đạt Muôn Kinh Vạn Luận. Khi Ngài đến Lô Sơn, Ngài nói tôi không biết gì. Thấy chưa? Vì quá thông nên không biết. Tại vì sao không biết? Vì biết quý vị cũng không biết. Thôi biết làm chi? Để cho quý vị hỏi han. Để làm chi? Để dạy vị niệm Phật. Nên Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài tán thán Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài nói rằng Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài niệm Phật đạt tới cảnh giới mà nếu mà sanh trong thờ của Lục Tổ Huệ Năng thì cảnh giới minh tâm kiến tánh thành Phật của Lục Tổ Huệ Năng, Hòa Thượng Hải Hiền ngang bằng. Nếu Hòa Thượng Hải Hiền sanh trong thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ mời Hòa Thượng Hải Hiền lên giảng pháp. Một câu Phật hiệu, thấy không? Nên từ nơi đó câu Phật hiệu này không có đơn giản. Quý vị coi 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, một câu Phật hiệu mà Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng, Ngài nói rằng hai bên để lên bằng căn ngang bằng. Vị giác câu Phật hiệu này đơn giản lắm hả? Nên nó trong kinh Vô Lượng Thọ mà nói rằng nếu người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tin pháp này. Thiện căn phước báo nhân duyên là gì? Là quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ sâu dày quá. Nên quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng không? Nó khi mà nhóm A Xà Vương Tử mà khi mà đến mà nghe Đức Thích Ca Mâu Ni mà nói về tịnh độ kinh, nói về thế giới cực lạc, quý vị biết rằng mà nghe một cái mà phát tâm muốn thành Phật giống Phật A Di Đà, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là quá cúng dường nhiều Phật, cúng dường quá trời nhiều Phật luôn mới phát cái tâm đó. Mà phát cái tâm gì biết không? Phát cái tâm là tương lai tôi giảng sanh giống Phật A Di Đà. Chưa có đủ cái duyên mà đến mức mà đời này tôi niệm Phật về cảnh giới cực lạc giống Phật A Di Đà. Tương lai là lâu lắm, không biết chừng nào. Tương lai là lâu lắm nghe. Nên có những người bây giờ tu mà họ, quý vị cũng nghe họ nói mà, họ nói là cứ tu đi từ từ, tương lai ba đại A Tăng kỳ kiếp từ từ, thấy chưa? Họ kéo dài thời gian đó chưa. Còn quý vị mà bây giờ đang ngồi đây mà nghe, người nào mà phát tâm đời này con phải niệm Phật, đời này con phải giảng sanh. Cái thiện căn nó bị không đơn giản đâu. Nên lúc này chia sẻ xong lúc nào cũng đọc 12 lời đại nguyện. Để mà phát nguyện hoài, cả người sống tới người chết phải phát nguyện. Đời này không có đời sau. Đời này không có đời sau. Đúng không? Dù bây giờ mình đang phá thai đó, mình sai đó, mình bắt hiếu cha mẹ đó, mình còn nhiều điều sai đó, nhưng mà nghe tịnh độ phát tâm đời này niệm Phật giáng sanh, đúng không? Niệm Phật giết nó hiền luôn. Niệm Phật giết nó không có ác nữa. Tại mình muốn giảng sanh mà ác cái gì? Con người mà muốn giảng sanh mà cứ cầu Phật gia hộ, niệm Phật mà cầu Phật tiếp giảng hoài, Phật này phóng quang quý vị, vì cần chạm quang minh của Phật thôi, bị hiền liền, nghiệp chướng tiêu trừ liền. Vì đọc 48 lời đại nguyện có phải không? Có một lời nguyện khi quý vị sanh về thế giới cực lạc, quý vị có quang minh giống Phật A Di Đà. Chỉ cần ai chạm được quang minh đó thì người đó sẽ được an lạc và tự tại. Phải không? Nên quý vị thấy không? Quý vị thấy như Đức Chia Sẻ Tịnh Độ nó vui ghê không? Đức Chia chạm được quang minh. Giờ nói bổ nguyện thì chạm được quang minh chứ làm sao? Quý vị nghe cái câu mà gọi là chư tổ sư nói không? Quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Rõ ràng không? Bổ nguyện niệm Phật của Thiện Đạo Đại Sư nó rõ ràng.
Quang Minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Không phải là ngài là giống như ngài dị cái người niệm Phật, ngài soi gọi tìm người niệm Phật. Nhưng cái người không niệm Phật ngài có chùm lại nó cũng không dính. Đâu dính đâu. Giống như cái người tu tịnh độ thì nghe câu Phật hiệu là mê. Nhưng cái người không tu tịnh độ nghe câu Phật hiệu kêu tắt. Thì nó vẫn nghe mà nó không chịu tiếp nhận. Câu nhận không? Đâu tiếp nhận đâu. Kêu tắt. Nhưng mà cái câu Phật hiệu hay, nó nghe qua mà nó kêu tắt, nó cũng dính thiện căn. Gieo duyên đắc độ về sau, không biết chừng nào nó đắc độ. Mà thế nào cũng đắc độ. Đúng không? Đúng là hay ghê. Mà nó chỉ cần nghe qua thôi mình đến mình độ được. Lạ vậy đó. Nên Thiện Đức nói với quý vị á, là quý vị đeo cái máy niệm Phật mà đi ra chợ một vòng nó hay lắm, ngày nào cũng đi. Nhìn như bà khùng. Ngày nào cũng lang thang ngoài chợ đi đeo máy niệm Phật. Quý vị mà làm cả cuộc đời quý vị sẽ độ bao nhiêu con người. Tương lai về thế giới cực lạc quý vị độ cả cái chợ đó. Ừ. Người ta lỡ người ta giảng cái chợ đó không bao giờ nghe. Nhưng quý vị lỡ bị giảng nhà cái chợ nghe. Nói thù lao cái chợ cũng nghe. Kỳ cục vậy đó ta. Đây câu chuyện có rõ ràng mà. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thì hiện đi lỡ một cái làng đó giảng. Cái làng không nghe. Cái làng nó nói mời Đức Thế Tôn về nơi nghỉ ngơi đi. Nói câu này quá lịch sự luôn rồi đó. Hiểu không? Mời Đức Thế Tôn về nơi khác, nơi tịnh xá nghỉ ngơi. Đừng nói nữa, chúng tôi không có nghe. Nó bắt đầu là Đức Phật biết mà, Đức Phật thì hiện mà. Trời, Đức Phật không lẽ bây giờ mà ngài đi phán giếng. Biết, nhưng mà làm gì ra để cho người đời sau này nhìn nhận. Đã làm được thì làm được thì thôi, kêu người khác làm. Đừng có tranh cạnh chi, người ta làm được để người ta làm. Nó có duyên, còn mình không có duyên thì đừng có đụng vô, mình nhào với bậy bạ mà lộn mèo đó. Hiểu không? Đức Phật thì hiện ghê lắm. Mà phải có người biết hiểu cái ý của Đức Phật nghe. Nói cho nghe. Nó thì biết rằng là bắt đầu Đức Phật về, Đức Phật cử. Này Tôn giả Mục Kiền Liên, ngày mai lỡ cái làng đó giảng pháp cho cái làng đó nghe, thì bắt đầu thị hiện mà nói gì cho nó nghe, nó sống động chút. Thấy không? Tôn giả Mục Kiền Liên nói: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc đại sư của trời người, mà giảng nó còn mơ Đức Thế Tôn về tỉnh xa thì nghĩ ngớ. Còn con là đệ tử Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn kêu con lợi giảng. Nó cầm cây nó dựng đánh thấy mồ Đức Thế Tôn ơi. Giảng cho nó sống động, nó nghe, nó thích quý vị. Thì Đức Phật này: tôi là thầy của ông, tôi biết khả năng của ông như thế nào. Ông cứ đến đó đi. Ông đến đó cứ giảng thật lòng từ tâm của ông. Ông hãy đến đó đi. Dạ con y giáo phụng hạnh. Được không? Ngày mai Tôn giả Mục Kiền Liên đến giảng cho cái làng đó nghe. Giảng nghe răm rắp. Nghe răm rắp. Đứa con nít bà bầu gì cũng lỡ nghe luôn. Không ai dám chạy ra khỏi cái pháp hội. Ngồi nghe răm rắp. Y cục ghê. Giảng sao gọi đem hương hoa lại cúng dường, gọi đem thức ăn thức uống lại cúng dường quá trời luôn. Mà mấy đệ tử đi theo. Tại Tôn giả Mục Kiền Liên cũng có đệ tử nữa. Đệ tử đi theo. Thì bắt đầu là ngày giảng xong rồi xách đồ đạc gì về tỉnh xá quá trời. Còn qua hôm qua Đức Phật giảng mời Đức Thế Tôn về nơi an nghỉ, nó không cúng dường miếng luôn. Vì bữa nay Tôn giả Mục Kiền Liên vừa giảng xong nó cúng quá trời cúng. Cúng nhiều quá trời, xách đồ kéo đồ đem về tỉnh xá. Giảng gì nó mới sống động quý vị. Ê, đừng có chấp, đừng có nói sao thầy Đức này ông giảng vậy đâu mà văn tự kỳ cục. Ông tu giảng vậy nó phù hợp con người bây giờ. Đức Phật này cũng hoan hỷ đó. Giảng sao ta nghe được thôi chứ. Hiểu không? Cái diễn trình nó phải đạt chứ, đừng nói chuyện giỡn nghe. Như Tôn giả Mục Kiền Liên thôi, có duyên mà. Đã là có duyên là mình cứ tá lả âm binh nó cũng nghe nữa. Hiểu không? Có duyên mà. Còn không có duyên mà bước đây vậy bà nó kênh mình á. Mình nói hay quá trời cũng khác, nhưng mà lỡ nói thì là nhìn mình nó kênh mình gớt đế thì vẫn chơi không được đâu. Nó nên xong rồi về bữa sau lại thì có đệ tử khác bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc thầy của chợ người mà vì sao giảng cho cái làng nó không nghe. Tôn giả Mục Kiền Liên đệ tử thôi,
Tại sao giảng mà cái làng rách? Bạch Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng con hiểu biết thêm về những sự việc trong đó như thế nào. Đức Phật nói: này các ông, hãy ngồi nghe tôi nói. Đó, thấy chưa? Đức Phật nói rằng trong những thời quá khứ xa xưa, khi tôn giả Mục Kiền Liên là một người cư sĩ đi vô rừng sâu đông cuối, gặp một cái tổ ong. Vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên từ bi quy y cho nó, rồi phát nguyện nhất định khi thành tựu đạo quả sẽ hóa độ cái ổ ong này thành Phật đạo. À, thấy chưa? Nguyên cái ổ ong. Vậy mà một lời nguyện đó thôi, quý vị có duyên quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, niệm vài câu Phật hiệu cho nghe, xong rồi phát nguyện nhất định sẽ cứu độ nó. Cái tâm cảm ơn cảm kích đó, nó mừng, nó cảm ơn. Nó nói hồi xưa tới giờ gặp bao nhiêu con người, khi gặp ổ ong là nó đốt, nó lấy mặt, nó uống. Nhưng mà cái người này vừa không đốt mà vừa còn quy y, mà còn nói là cứu độ cho con ong. Vì tình dữ vô tình đồng viên chủng chí, người ta nghe mình nói là người ta hiểu liền, ta cảm ơn mình chứ. Thì cuối cùng cái tâm cảm ơn đó mà nó kéo dài thời gian xa xưa, tới khi thờ Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, tôn giả Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán, thần thông đệ nhất. Thì nguyên một cái ổ ong này cũng đầu thai làm người ở một cái làng đó, nguyên cái làng đó là ổ ong. Nên đã từ cái lời nguyện đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới thị hiện cái nhân duyên như vậy, để mà cho tôn giả Mục Kiền Liên đến độ cái làng đó, để là câu chuyện này cho người đời sau hiểu được định luật nhân quả. Thấy không? Đó, nghe không biết mà miệng nó vô rồi được rồi. À, tôi không có đọc nhiều nhưng mà tôi đưa vô khớp được. Hiểu không? Mà thầy thấy hay không? Mà câu chuyện đại ý là gì đó quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, khi mà mình á, mà mình nghe gì rồi quý vị biết rằng là nó thông cái tâm mình, thì mình biết rằng là cái duyên độ sanh là phải kết từ đầu. Cái duyên độ sanh là nó phải kết từ đầu thì nó mới thành tựu được. Còn nếu mà mình không kết duyên thì mình giúp người ta. Nên cái việc mà những đức kêu quý vị đeo máy niệm Phật mà đi vòng ngoài chợ là cái ý những đức là nó giúp quý vị đó. Để sau này khi quý vị giảng sanh về Cực Lạc, vì chở là cái cõi này, hiểu chưa? Để quý vị có cái duyên độ người ta. Nào, còn có một câu chuyện mà vị tăng này tu chứng quả nhưng không bao giờ độ được một người nào luôn, này mới thê thảm. Ông tu cũng chứng quả mà không độ được ai, nói không ai nghe. Ở bên xứ khác cũng có một ông tăng cũng chứng quả mà độ sanh rất đông. Có lần người ở bên cái xứ này đi qua bên xứ đó, thì vị tăng kia nói một câu rằng: gỡ lời cho vị tăng kia nghe, nhang ở vùng đó rẻ quá. Ý nói là cái hương đức hạnh của ông có thật mà ta xem thường ông, đi đi rẻ quá ở đó làm gì, nghe không? Rẻ quá ở đó làm chi. Xong ông này vừa nghe cái thôi là biết cái ông kia phiên ông này thì hiện đi đi, thì bắt đầu ông mờ người ta lại rất đông. Thường bình thường giảng pháp nó không nghe, giảng pháp nó không bao giờ nghe. Vậy đó mà khi mờ nó lại, đãi ăn cho nó ăn, nấu đồ mặn đãi ăn, nó ăn nghe, nó ghê vậy đó. Nó đâu có chịu ăn trái. Vì thấy không, nhà mình đám dỗ bia bọt đồ thịt thà đồ, nó ăn ào ào lợi đến y y. Vì mà mình nấu đồ chay có mấy tên đến đâu. Phải không? Nó, nhưng mà mình phàm phu thôi, mình đừng có chơi cái màn đó. Mà sao cái lo này là bình thường, nó bình thường mà nó lên xuống vậy. Mình từ nơi đó thì quý vị biết rằng á, thì ông đãi đằng ông kêu người ta nấu ăn đồ mặn, nó lỡ nó ăn đông quá trời đông, ông ăn luôn, cầm đùi gà quất luôn. Người ta có bản lãnh đó nghe, mình không có bản lãnh đó, mình ăn mà nhả xương không. À, ông ăn xong gà vịt, ông ăn cá, ông ăn quá trời ăn. Ông ăn xong
thì ông mời tất cả những người đó đến, cả ngàn người đến ra đây, ra ngay vô cái hồ. Ông hả họng gà, cá thì nó chạy ra, gà bay ra, vịt bay ra. Kinh khủng chưa? Cao thủ mà, thì hiện cuối cùng không? Vua làm xong, bước vô trong ngồi, nhập niết bàn đi. Xong cái làng quê nó mới biết được ông này là bậc cao tăng đắc đạo, mà từ xưa tới giờ chúng ta không biết, không lỡ cầu đạo với ông. Đúng là uổng quá trời uổng mà trời. Thì ông kết cái duyên như vậy để những cái đời sau tái sinh lại để mà độ sạch được. Không có duyên, không có duyên, hiểu không? Vì nghe câu chuyện mà bậc A-la-hán mà ôm bình bát không chứ, nó gọi là tu huệ không tu phước. Tu huệ chứng quả A-la-hán thì hiện, thì bậc A-la-hán thì khỏi cần ăn cũng không có đói. Nhưng mà các ngài phải thể hiện cho mình nhìn ra. Phật Bồ-Tát từ bi lắm, thể hiện vị để cho Phật tử cúng dường cho mấy ông Tăng, chứ không ai cúng đói thấy mù. Hiểu chưa? Nên thể hiện vị để mà giảng dạy cho người ta nghe, để người ta biết cúng dường, để kết duyên cái hàng Tăng Bảo. Hiểu không? Nên á, chứ bậc A-la-hán thì khỏi cần ăn cũng không có đói đâu, không giờ nào cũng được. Nhưng mà đến lúc phải đi thôi. Đó. Thì vì biết rằng là cái ôm bình bát mà không ai cho, thì khách thực hoài không ai cúng, đúng không? Ngộ chưa? Mà cả mà huynh đệ đi cầm đồ ăn gì cũng không được luôn. Cầm dưới đường là bị giật, bay ngang biển là bị xà điểu hắt dắt. Kinh khủng không? Xong Đức Phật dạy cái duyên của ông tu huệ không tu phước, nên bây giờ đắc quả nhưng mà đói. Thôi bây giờ giao trong cái trách nhiệm, ông lỡ ngay cái tịnh xá của Đức Phật, lỡ đó mỗi ngày quét dọn, dọn sạch sẽ cái tịnh xá của Phật, quét dọn sạch sẽ. Nên cái người làm hương đăng á, mà quét dọn bàn thờ cúng hoa cho Phật làm chân thật nhiệt tình đó, phước không có đơn giản đâu nha, phước lớn lắm. Nó hương đăng á, đó là câu chuyện á, không có giỡn đâu. Vậy mà lỡ quét mấy ngày thôi, chân thật nhiệt tình vậy đó mà khi khắc thực có người ta cho đó. Nên cái việc mà mình mà không tu phước sau này mình khó tu. Bậc A-la-hán á, người ta khỏi cần ăn người ta cũng sống bình thường. Còn mình mà không ăn là cái chuyện mình cắn người ta đói quá sân si lên. Bây giờ quý vị mình ngồi đây như những đức, khỏi cần nói với vị, không nói những đức này. Giảng pháp một chút lên không có cơm ăn, chửi sùm. Giờ chờ đói quá trời đói. Giảng sớm giờ muốn chết, không có cơm ăn. Tức kẻ phàm phu mà. Nó nên á quý vị thấy không, phải tu phước tu huệ. Có phước nó mới cảnh giới nó bình yên cho mình tu. Khi mình có phước rồi có cơm ăn áo bạn mình tiễn tu. Ta nó nghèo sang, nghèo quá khó học đạo. Giàu quá cũng khó học đạo, giàu sang khó học đạo, mà nghèo quá cũng khó học đạo. Nên khi mà con người mình mà quá nghèo lo kiếm ăn không thời gian đâu tu, còn quá giàu nó hưởng thụ quá nó tu làm gì đó. Nên con người mình đặc biệt nhất là có một đàng hoàng mà có cái phương pháp tu, đây là có phước. Có phước là vậy đó. Đó nên mình nghe cái này là mình hiểu nhân quả chứ, hiểu nhân quả. Nên có một vị tăng, ông là bậc cao tăng tu hành đắc đạo. Ông nói chắn là cũng chưa đắc đạo, đắc đạo thì chắc không đạt cảnh giới này. Cao tăng giảng pháp rất hay. Bị này, cao tăng giảng pháp rất hay. Người ta cung kính ông dữ lắm. Nhưng chắc bị thử thách làm sao. Bữa đó có một Phật tử người ta mời đến nhà để cúng dường. Vậy mà người ta cúng đồ ăn cho ông đơn giản, sơ sài. Cúng sơ sài quá trâu luôn. Mà ngay ngày đó cũng là ngày thọ mạng đến với ông luôn. Vừa cúng xong cái buổi ăn, ông cái tâm ông bực mình khó chịu tới ghê. Vì người ta cúng quá sơ sài cho ông. Mà trong khi ông tu là cái công hạnh của ông là có thể một đời này thành tựu rồi đó. Vậy mà cúng một buổi cơm cho ông ăn gì mà ông chê vậy? Ông chê người ta cúng dở quá. Mà lúc đó ông trở về thì thọ mạng đến với ông. Cái tâm chê bực tức đó quý vị. Mà cái phước giảng pháp quá lớn, cái pháp dẫn dắt nó tu quá lớn, mà cái tâm chê đồ cúng dường của người ta. Vậy mà khi ông tịch một phát,
vậy mà tái sinh làm cảnh giới quỷ thần. Đó là cái phước giảng pháp lớn mà ông chê đó, mà ông mắc cái công hạnh mà ông chuyển biến thành cảnh giới quỷ thần, mà ông làm thằng miếu cai quản gần 100 dặm. 100 dặm là cúng hương quả cho ông. Ông được nhận hương quả, vàng bạc châu báu được nhận. Thì quý vị biết rằng là cái thời tu đó ông có người bạn, người bạn cũng thăng mà cũng cao tăng tu, tái sinh lại đời sau, bạn đó cũng là bậc cao tăng mà cực kỳ giỏi luôn. Có một lần đi ngang con sông đó, thì thằng miếu này mới báo mộng cho cái người mà giữ miếu, nói là ngày mai phải đến ngay cái sông đó, ngay cái bến đò đó, rước cái vị tăng đó lại đây. Nói vị tăng tên đó luôn, rước lại đây để mà gọi là cho ngài được gặp. Thì khi mà bậc cao tăng này vừa đến, thằng miếu xuất hiện liền là bạch xà lớn dữ lắm. Thì mới nói lên những cái đời trước tu hành mà do cái tâm đó đó. Tôi với ông là từng là bạn đồng tu, mà cái tâm tôi một lần như vậy mà thọ mạng đến, mà tôi phải chịu cái cảnh mà gọi là trong cảnh giới quỷ thần. Mà bây giờ người ta cũng cúng dường hậu hỷ lắm, trong thằng miếu mà người ta cúng đồ đạc vàng bạc nhiều. Thôi bây giờ tất cả tiền bạc này, vàng bạc này tôi đưa hết cho ông, ông hãy xây chùa độ chúng để đem cái công đức hồi hướng, ông truyền thọ tam quy cho tôi, rồi ông giảng cho tôi nghe lại. Thì bắt đầu là ông này truyền thọ tam quy, bắt đầu giảng tam quy lại cho bạch xà này nghe. Khi bạch xà vừa nghe xong một cái, gọi là vài ngày sau mới đem cái công đức mà bố thí cúng dường này tặng đưa cho thầy này đi độ sanh hết. Thì mấy ngày sau là cái vùng đó tự nhiên hiện lên một con bạch xà, nó chết mà nó to dữ lắm, dài cả 100 thước. Thì lúc đó người ta mới đặt cái làng đó là làng bạch xà. Thấy không, cái nhân quả ghê không quý vị? Nên người ở trong chùa mình phải nghe gì, để khi người ta cúng mình một bó rau, một miếng đồ ăn, mình cũng không dám chê nữa. Tại vì sao? Cái công của đàn na tính thí người ta cực khổ. Nên trong nhà Phật mới có câu nói là một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang long đội sừng mà trả. Khi Đức Phật còn đại thế, mà cái y của Đức Phật mà quý vị biết rằng là chảy lên mặt nước, mà tôn giả A Nan là bậc thị hiện đa văn đệ nhất, vậy mà leo lên cái y đứng mà y không chìm, thì tôn giả A Nan mới thấy lạ quá. Một cái y giải chảy mặt nước mà đứng lên y không chìm, thì quý vị biết rằng tôn giả A Nan gì thỉnh cùng với Đức Phật mà các ngài thị hiện không mà bậc chứng quả không mà thị hiện. Thì nhiều huynh đệ cũng nói A Nan à, sao A Nan làm gì được anh ấy? Áo y của Phật là bậc thầy của ta, mà em giặt xong mà còn đạp đi. Làm kỳ quá A Nan á. Mà nói vậy cho tôi nghe vui vui chút quý vị. Giống trách sao mà A Nan làm kỳ vậy? Bây giờ y của tôi mà ai mà giặt mà dám đạp lên mới sợ. Mấy cô dám không? Đâu có dám. A Nan dám. Vậy ta thể hiện. Thì hiện là có câu chuyện này. Nó mình giảng thêm chút này cho nó vui nghe. Hiểu không? Đó. Chứ mình hiểu được nguyên lý. Nguyên lý trong nhà Phật thì sao? Nó thể hiện ta từ bi. Nên cái người tu mà chấp pháp là không bao giờ có trí tuệ là gì đó. Nó tu mà người ta khai thác được cái trí tuệ người ta, nên người ta xả pháp đúng chỗ, nên mới lợi ích cho quần sanh. Hiểu không? Nếu không có A Nan đạo cái y sao biết được cái chuyện này? Tự nhiên cái y chảy lên mặt nước, nói phiêu. Tôn giả A Nan tự nhiên nhảy lên cái y đứng, đứng y không chìm. Vô bạch Đức Phật thì nhiều huynh đệ chết. Tại sao A Nan kỳ cục giặt y cho Phật dám đứng lên y A Nan? Em có làm gì nữa nghe A Nan? A Nan là sư đệ đâu mấy ông mà ngày ca diếp đồ ha. Tôn giả một kiện liên xá lợi Phật là trưởng huynh mà la mà sao A Nan mới tu mà chưa dám đứng y của Phật này kia đó, hiểu không? Thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật nói: này A Nan, con đem 4 hạt gạo để 4 cái gốc y thì y tự chìm. Tôn giả A Nan thấy ủa sao ngộ, cái tướng mình bự gì mà đứng lên y không chìm, nhưng mà để 4 hạt gạo lên y mà sao y chìm? Thì vị biết cái việc này lạ, thử coi Phật nói thì con có cái sao. Thì chảy y lên mặt nước, đến đem 4 hạt gạo lên để lên 4 cái gốc của y, y chìm. Thấy không? Đó.
Nên từ nơi đó mới nói là hạt gạo thí chủ nặng núi tu di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Là người ta như vậy là cái tâm người ta cúng dường là cái tâm chân thật. Người ta làm cực khổ mà người ta dám đem cái của người ta cúng cho mình để mình dùng, dùng để mà liễu đạo, để mà hồi hướng cho người ta. Còn nếu như mình dùng mình ăn mà mình không tu đạo thì cái việc này nhân quả mình phải chịu. Nói bởi vì có cái câu chuyện đó là Phật từ bi, rồi tôn giả A Nan cũng từ bi, mới để lại cái việc này sau này cho cái người tu mình mà nhìn nhận được sự việc của nó. Hiểu không? Tôi không có đọc nhiều mà tôi nghe phong phát rồi tôi kể vậy đó. Lỡ chỗ nào sai thì thông cảm. Hiểu không? Chứ tôi đâu có đọc nhiều như quý vị là muôn kinh vạn luận hiểu. Còn tôi thì có đọc cái gì đâu, thì tôi kể vậy miễn sao mà đại ý nó được là được rồi. Hiểu không? Đó. Nghĩ sao kể thấy hay là được rồi. Nghe mà không có ngủ gục là đạt. Không quý vị mà kể chuyện mà làm ta ngủ là bị dở đó. Tôi mà thử đưa tôi câu chuyện, một câu chuyện tôi kể 10 lần là 10 lần câu chuyện khác hoàn toàn hết trơn. Tại sao? Khi mình kể chuyện mình phải đạt cảnh giới. Cảnh giới gì? Cảnh giới kể chuyện. Chứ sao? Tại mình nhìn con người ở nơi đó nó đang cần cái gì, mình kể câu chuyện này nó vô con người đó đó. Đó, có nghĩa là cảnh giới của người ta đang sao kể câu chuyện y gan vậy đó cho người ta nghe. Miễn sao mình kể mà dính ngay người ta là mình kể chuyện đạt. Vậy thôi à. Tại vì tất cả chuyện để lại là để độ sanh, để nhắc chúng sanh là một nền giáo dục. Nên kể chuyện là để giáo dục con người chứ không phải là câu chuyện này phải nguyên văn. Chứ câu chuyện mà kể Iran hết trơn, lúc nào cũng kể Iran nó ngồi nó ngủ không? Không lẽ bây giờ mình ngồi mình kể chuyện ngày xưa, ngày xưa có con mẹ bán dưa. Mình kể cái đó nó ngủ te tua chứ. Mình kể ôi chồng mình kể gì đâu mà nó vòng vo tam quắc. Mình kể tá lả âm binh, nó đâu có ngay trọng tâm đâu quý vị. Người ta chỉ ngồi người ta nghe pháp là một chút nó gấp lại thành liên hoàn gáp. Người ta nghe được là thành công rồi đúng không? Đó là người nghệ thuật thuyết pháp, không phải giỡn đâu nghe. Đi lên đi ngồi như Đức mà giảng thử đi, mà giảng mà kể hoài từng câu chuyện thử đi. Không có dễ đâu, đừng có nói chuyện đùa. Người ta giảng một tháng một lần, người ta phải sửa bài, chỉnh bài cả tháng chờ đó. Hiểu không? Ở đâu mà sản phẩm một ngày mà đưa ra mười mấy lần cho quý vị nghe, không có chuyện này đâu. Chắc bây giờ chắc có mình ông Đức á. Đúng không? Ba trợn ba nhát không? Ba trợn không sợ ma, khủng sợ ma quý vị. Nên lên nó la tá lả âm binh cho người ta khôn, người ta đâu có dám. Sợ sai. Còn mình khủng không sợ ma mà sợ gì nữa. Đúng không? Mà quý vị thấy khủng khủng điên điên mà giảng được không? Được không? Không được là nói rồi mai mốt khỏi giảng nghe. Được không? Nói từ nơi đó mà bị miễn sao mà ta nghe mà ta thích. À, giống như có hai ba anh đen đen lỡ ngồi nghe liền thấy chưa? Nghe mà cười cười nữa, thấy phái rồi đó. À, kết liền thấy chưa? À, không? Thấy đâu mà tự nhiên bước lại đứng chút ngồi xuống. Ừ, được. À, giảng được kia. À, ngồi nghe liền thấy chưa? Có những người mà người ta đi khách hành hương, mà người ta đi đến chùa hộ pháp á, mà xe người ta ghé vô một cái vậy mà người ta nghe những đức giảng một công đoạn đứng hoài. Cái bà trưởng đoạn lên đi không, tôi đứng chút đi, tự đi kéo không được luôn, câu chuyện kể hút quý vị, thu hút tự nhiên đứng hoài luôn không đi được. Nó còn có cái bà kia có làng bắt kể, nó nói thầy con kể thầy nghe, thầy ngại muốn chết mà phải kể thầy nghe, con làng nghe thầy giảng. Mà cái bữa đó cái bụng nó không tiêu hóa được, ăn không tiêu hóa được. Vậy mà thầu nó mắc muốn gần chết luôn. Vậy mà thầy giảng không đứng lên được. Cuối cùng nghe cười một cái ẹt. Bỏ cười quý vị, nó đã không tiêu hóa. Mà bữa đó là nó tiêu chảy nữa. Mà bây giờ phải chạy đi liền, mà cái câu chuyện nó hút dữ quá. Cuối cùng bà không đi thì lúc bà cười, thì cười thì nó phải ụt ịt á. Thì cuối cùng nó ạt một phát. Bà nói chết mồ rồi, tờ là tờ. Kiểu này sao đấy tờ. Giờ ướt hết trơn rồi. Bây giờ sao đây? Cuối cùng bà cố gắng bà gói ghém bà đứng lên. Bà lang thang bà đi ra ngoài.
bà ra nào là áo chàng gì nó ướt nhẹp hết trơn. Trời ơi, bà phải đi ra phía sau bà mượn bộ đồ mấy cô, mượn toàn bộ đồ luôn, hai hết. Kinh chưa, không biết giảng thì sao luôn mà giảng đến cái mức mà nó ghê thiệt chứ. Thấy không, nó hút quá, nó làm cho ta nghe câu chuyện thu hút quý vị ơi. Với cái cách mà diễn đạt của mình làm hút không hút vậy đó. Còn ta bình thường ta đâu có giảng, làm đâu có gì đâu. Ta giảng sư người ta cứ giảng à như thế này quý vị à, trong cuộc đời chúng ta nó phải như vậy. Thôi tự về đi phải không quý vị à, mà cái tay người ta để đẹp lắm nghe. À quý vị, trong cuộc đời mà cái mặt ta vừa giảng vừa phải cười cư nữa, người ta diễn ghê lắm. Người ta làm ngộ lắm, thấy không, mà ta diễn gì diễn trình hay lắm, thấy không, nhưng mà ở dưới gục đi gục xuống, ít có ông thầy nào giảng mà tự nhiên quơ tay quơ chân rồi làm thấy ghê lắm. Mà làm gì nó làm ta đỡ ngủ quý vị ơi, nó đỡ buồn ngủ, thu hút quá nó. Nên khi mà những đức mà giảng ở trên đây mà ở dưới có nhiều bà mới làm nè. Có nhiều bà làm đủ cách chứ mà. Nghe thấy không? Ta làm nó làm cho người ta thu hút quý vị. Nó còn những người ngồi phía sau thì người ta người ta kiếm đó quý vị ơi. Nó người ta kiếm quá trời luôn, tại vì nó thu hút quý vị. Kể câu chuyện mà nó dính ngay người ta mà. Nó nên mỗi một con người quý vị biết rằng bị nghe gì nè. Trước nhất là nó thông cái tâm. Thông cái tâm. Nên quý vị mà mỗi ngày bị nghe những đức giảng là bị vui là vì sao? Nó thông cái tâm. Thêm nữa là quý vị nghe ông thầy này giảng lạ quá. Ông giảng xong mới dẫn dắt cái buồn mà đi nó mất tiêu. Đó. Dẫn cái buồn đi mất tiêu. Lạ kỳ lắm. Khi bị biết rằng là có khi cái buồn mà làm đủ cách mà mình không dẫn nó đi được. Nhưng mà ngộ tay những đức chia sẻ bọc pháp thì cái buồn bị đâu mất tiêu. Nó chạy mất tiêu. Mà quý vị biết mà cái buồn nó chạy là cái gì nó đến không? Vui đến. Vui đến thì buồn đi. Hiểu không? Thí dụ như thằng buồn nó lỡ nó kinh ghen thì thằng vui đến thằng buồn đi. Mà thằng buồn đến thì thằng vui đi. Thằng nào đến mạnh thì thằng đó đậu. Nhưng mà lúc quý vị nghe như đức giảng bị cười quá cừ, bình tĩnh lại buồn mất tiêu, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà nghe để vui rồi bắt đầu niệm Phật. Đó, đâu niệm Phật liền vậy thì nó có kết quả chứ. Tại nghe vui rồi bắt đầu niệm Phật vậy thì quá tuyệt vời. Nào, cái gọi ta bà chúng ta nó quá nhiều cái khổ. Vì mấy ngày nay bị nghe nào là cháy ở ngoài Bắc miền ngoài chết là 50-60 người, rồi nào ở ngoài gì Libin gì đó ngoài đó mà chết mấy chục ngàn người, mà cảnh nó điêu tàn ghê lắm. Sóng nó dập vào bể hai cái đê mà nó tràn nước vào thành phố giống như là sóng thần, rồi nó cuốn người xe nhà cuốn ra biển hết, mất xác. Mà cảnh nó điêu tàn ghê lắm, hoang tàn luôn, nhìn thành phố giống như là sa mạc hoang vu. Ví dụ như một đất nước mà nghèo khó hồi phục tanh bành hết rồi. Nước đó chắc cũng nghèo, người da đen. Nên mình nhìn từ cái cõi ta bà nó thảm thương gì. Hồi nãy gặp một cô có nói ở trên thành phố, sau nhà cậu cũng có đám cháy, hai đứa bé nó chết lòi ruột. Nhờ cầu siêu giùm hai cháu. Mà khi nói cha mẹ nó thì cha mẹ thôi, đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Giống như không có muốn nói tới, tại vì họ không biết tu.
Mình thấy cõi ta bà này, trong kinh Phật nói khổ không thế nào nói hết, nó khổ nhiều, nhiều thứ khổ, không? Cái khổ ta bà Phật nói là nói không thế nào nói hết, nó đủ thứ cái khổ, khổ bệnh đau, khổ xấu xí, khổ nghèo nàn, khổ tùm lum. Nên từ nơi đó mà mình sống ở cõi cái cõi này là cái cõi mà gọi là nó quá nhiều cái khổ rồi. Còn ở thế giới cực lạc thì Phật nói là vui vui chẳng thể nghĩ bàn, cái gì cũng vui. Nên ta bà và cực lạc đối lập ra sao? Để cho mình nhìn nhận được để mình muốn sanh về cực lạc. Nói về cực lạc thì cái gì nó cũng tốt, không có gì mà không tốt. Còn nói gì cõi ta bà này đa phần nó xấu hết trơn. Nó rõ ra là nó xấu hết luôn quý vị. Tại vì sao? Vì nó quy về cái thân mà cái thân cũng chết. Nó quy về của cũng mất. Tại thân chết thì còn có gì đâu cầm theo được. Tình thương gì nó cũng là mù quáng. Tại vì khi nó không về cực lạc là nó hoàn toàn quên, là mù quáng. Vì thì cái cõi ta bà này hoàn toàn xấu hết luôn. Mình chỉ biết dựa cái cõi ta bà này để tu sanh cực lạc. Còn nếu như mà không biết tu thì thôi chịu thua. Nghĩa là quý vị bình tĩnh suy nghĩ, nếu chúng ta ở cõi đời này mà không biết tu thì hoàn toàn chúng ta là đến cõi đời này vô nghĩa. Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Có nhiều người nói ủa sao hôm nay không nói kỵ ta, không lẽ đến cái cõi đời này con người ta vô nghĩa? Vô nghĩa thiệt. Tại vì mấy chục năm vô cùng ngắn ngủi, bây giờ tạo ra một cái thành phố đâu có đơn giản. Bây giờ ví dụ như đây, bây giờ mình lên thành phố đi, nhà cửa ở đây cũng phải, con người phải nỗ lực cắt nhà đồ lại nó trở thành thành phố chứ. Chứ nếu như bây giờ nhà lùng lùng thì không, thành phố nó còn bèo quá. Muốn thành phố nó phát triển thì cái dân cư ở đây phải phát triển, người dân ở đây nó phải hoàn toàn nó phát triển, nhà cửa nó phải cắt đồ lợi để cho nó thành một phố phường đồ đẹp, không? Thành phố nó phải sang trọng. Mà tạo thành một cái thành phố gì đâu phải đơn giản. Từ công sức con người bỏ ra, chất xám bỏ ra nhiều. Vì đó mà một trận bão tố thôi, quét sạch từ con người tới của cải. Đó, mình thấy không? Công sức của con người tạo dựng ra bao nhiêu sự khổ đau, chấp nhất nặng nề đủ gì. Vì mà một cơn sóng thần bão tố quét sạch, nghĩa là phút chốc là mất sạch hết. Trong khi có thể lập ra bao nhiêu chục năm để hình thành. Nhiều nước trên thế giới bị nhìn thấy rõ ràng. Như ngoài Bắc mình cũng nhiều, miền ngoài nhiều, nhiều nạn này nạn kia. Thí dụ như bão tố rồi miền ngoài nhiều đó. Mình thấy rõ là cũng không đến nỗi quá nặng. Còn có nhiều nước trên thế giới là quá nặng. Như mà cái nước mà như Đức mới nói đó, nó là 30 người là thống kê vậy thôi chứ làm sao mà tính nổi. Giờ nó trôi xác đi chứ, khi nhà chết sạch luôn rồi sao thống kê? Khó thống kê lắm, nhưng phỏng số lượng người đó. Mà những thành phố hoang tàn, xe cộ trôi sạch luôn, của cải mất hết luôn. Nên từ nơi đó mình thấy không, cái cõi ta bà này thấy kinh khủng không? Nên con người mình biết tu là mình thấy mình mừng. Những đức hạnh phúc nhất là biết tu. Biết tu mình quá mừng rồi đó quý vị ơi. Ví dụ như bây giờ người ta không biết tu là người ta khổ đau, người ta khóc lóc, người ta than van, kêu chờ chết đắc. Tại sao mà chúng tôi tạo tội nghiệp gì mà ông chờ lại mà làm cho chúng tôi phải khổ đau gì? Nói không, nghĩa là người ta sẽ chết, ông chờ nó không dẫn đâu. Người ta nói tại sao người ta làm gì? Nên cái bữa đó học tập những đức nó yêu. Mình về tới giới cực lạc rồi, mình có thần thông, mình biết được túc mạng thông, mình biết được quá khứ hiện tại vị lai của mình thiện ác làm cái gì, biết rõ ràng hết luôn, biết rất là rõ ràng. Rồi mình có thiên nhãn thiên nhĩ, mình thấy mình nghe rõ hết luôn, đã biết được làm thiện làm ác, bây giờ thì gặp thiện gặp ác. Rồi có được thiên nhãn thấy rõ ràng người thân mình đang ở đâu. Có được thiên nhĩ mình nghe được sự khổ đau người ta kêu cầu. Mình có được thần túc thông, mình trong một niệm thôi mình bay đến cái nơi đó để mình cứu độ người ta. Còn bây giờ mình ở cõi này mình có năng lực gì? Giỏi lắm, bây giờ mình truyền tải Phật pháp, mình nói chuyện gì để cho người ta nghe, ai giác ngộ thì phát tâm tu hành, ăn chay niệm Phật vậy thôi. Đúng không?
Còn mình ở thế giới cực lạc là mình có năng lực biện tài, thần thông diệu dụng, thì mình đến đó mình cứu độ, mình biết nhìn nghe biết được họ, họ đang nghĩ cái gì, có tha tâm thông biết họ nghĩ cái gì, muốn cái gì, mình đáp ứng nhu cầu rồi giải tu. Còn bây giờ mình đâu có tha tâm thông đâu, mình nói chung chung có ai mà nghe được, tiếp nhận được thì lợi ích, còn không tiếp nhận thôi, nó nghe này là hên xui. Làm chuyện này cõi này hên xui, đúng không? Mình rõ ràng mình làm cõi này hên xui mà quý vị. Khi cầm cái máy nghe pháp vừa bật khơ để coi có ai nghe dính không. Nó nghe mà nó tiếp nhận được thì nó nghe, còn nó nghe nó tiếp nhận nó đập máy không chừng quýnh mình luôn. Khi gặp chồng nó nghe nó không nghe mà nó cũng quýnh mình. Tin tôi quýnh mày không? Bắt nữa tôi quýnh mày bây giờ. Nó không nghe nó còn quýnh, nó thấy chưa? Chữ sùm. Đó, thấy chưa? Nên cái cõi này cả cái vị tu đi. Cái vị tu với tu với nhau, nói nhân quả với nhau, cái gì cũng áp đặt với nhau. Cái tu áp đặt. Tu cư sĩ xuất gia áp đặt. Tội nghe không? Tội nha. Còn gặp mấy người không tu nè, mấy muốn gì mày? Thì chùa muốn gì? Trời. Tội mày bây giờ nghe mày, mày gặp người xuất gia với kính trọng với chân tội, tội tao quýnh mày luôn tội. Tôi mô Phật. Thôi được rồi, tao không nói với mày, tao chạy. Vậy đó, chạy sợ người ta. Nhưng mà gặp người xuất gia nhau thì bắt đầu áp đặt. Làm này làm kia nhau, chữ mắng nhau, la gầy nhau, làm nhau kịch liệt. Tôi trong đạo tôi biết mà chợ. Thì tôi nói đây là xác thực nhất của ít ai nói gì lắm. Ít ai giảng gì đúng không? Đó, thấy không? Còn cư sĩ biết tu thì đụng cái dặn trách đồ này kia tùm lum la. Còn tao biết tu, dặn gì? Dặn không? Làm gì? Nhà tao ở, cơm tao ăn. Dặn hơn gì? Tao thích tao nói gì được không? Thấy trời sớm không? Không biết tôi nó chữ tá lạ bình. Dặn hơn gì? Dám dặn không? Mày dặn chi? Vậy đó mà biết tu với nhau đụng cái dặn, đụng cái hờn, đụng cái trách vô duyên. Không, tôi chia sẻ là xác thực nhất luôn rồi đó. Cho bị tự mà nhận thức lại, đừng có được voi đòi tiên. Nó đã được rồi, đừng có đòi hỏi nữa, trời ơi trời. Hiểu không? Tôi thấy rồi, rõ ràng quý vị ơi. Ngộ lắm, gặp thứ dữ nó không dám, mà gặp thứ hiền thì ăn hiếp. Vô duyên trời là trời. Ngon hiếp với thằng dữ á, nó quýnh cho phù mỏ. Nó quýnh thiệt á quý vị ơi. Bây giờ gặp thứ dữ nó sợ. Cha mẹ nó còn chữ mà giờ đừng nói chi tới mình, nó sợ tới mù. Thôi cha mẹ nó còn bụp tao sợ lắm. Quýnh tao chết luôn, thấy chưa? Nhưng mà người ta hiền cái đè đầu cỡ cổ ăn hiếp người ta. Thấy cái cõi này, cái cõi ta bà, thấy chưa? Nó làm cho người ta phải hung bạo lên. Đúng ra người ta hiền rồi đó, nhưng mà nó đè đầu cỡ cổ, nó giết người ta dữ luôn quý vị. Giết con kênh lên luôn, giết mình đè đầu cái cổ thì tôi chơi mày luôn. Đúng không? Nó làm cho mình phải giữ lên quý vị. Đờ đạo gì cũng có chứ nha. Hiếp giết tức. Ăn hiếp giết tức chứ chợ. Nên không khéo nó kéo mình vô cái cõi tam đồ ác đạo chung với nó luôn. Nên cẩn thận, cái cõi này nó ghê lắm. Nghiệp quan gia mà nó dùng mọi cách. Nó nhưng mà hiền quá thì cũng mình không thể nào mà mình giúp người ta được. Tại vì sao? Vì người ta đi theo mình đông. Mình hiền một mình thì được, nhưng mà có người ta đi theo mình mà mình hiền quá cũng không được nữa. Tại mình hiền quá sao người ta nương mình được. Có khi mình phải giữ lên, mà giữ lên mà không tu nó giữ luôn. Không giữ luôn rồi sao? Có ghê không? Cái cõi đời này kinh không quý vị. Nhưng mình thì đè đầu cỡ cổ sao cũng được. Nhưng mà giờ mình mà lãnh đạo một ê con người đi theo mình, mà cái gì người ta cũng đè đầu cỡ cổ mình, vì cái nhóm đi theo mình làm sao? Nhóm nháy anh ương rồi còn gì sống nổi nữa. Nó nên nếu mà không nhận thức sâu sắc thì quý vị dính vô tội lỗi luôn. Giết rồi mình gì người ta mà mình tạo nghiệp đi đọa lạc luôn. Nên cẩn thận. Cái cõi này thấy khó tu ghê chưa? Nó thấy rõ ràng luôn. Thôi chúng ta quyết tâm niệm Phật về cực lạc nha quý vị. Ai với đào vợ. Giờ đọc 12 lời đại nguyện nè, mỗi người chắp tay lên thành kính đọc. Rồi hương linh thai nhi cụ quyền thất tổ, những người mắt chưa siêu thoát đi về đây chúng ta cũng phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, buông cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Kính lại Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà.
Con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh, thân thể không đau bệnh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hoa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Đời chúng ta tính nguyện niệm Phật, dù gặp sự cố trở ngại gì cũng niệm Phật. Vì ta bà này khổ quá, chúng ta phải quyết chí niệm Phật để đời này mình đi về cực lạc. Cái quý vị ai vô đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.